ơi, mọi người có khỏe không? Nếu mọi người đang nghe mình Go Live thì có thể say hello với mình để mình biết là mình đang trong Go Live với mọi người, đang chia sẻ tiếp về cái chuỗi 21 ngày Go Live nói về tư duy thành công của người làm chủ nhá. Có ai còn đang thức để xem buổi chia sẻ này hôm nay với mình không thì hãy say hello với mình nhé. Hiện tại thì mình đang ở quê cùng với cả gia đình. Năm nào cũng vậy, cứ dịp Tết đến xuân về là nhà mình đều quay trở về quê của bố mẹ chồng mình ở Sóc Sơn. Thực ra quê mình cũng ở Sóc Sơn đó, nhưng mà từ thời ông bà ngoại mình thì đã ra thành phố Hà Nội và sinh sống ở đó, và sau này thì mình lập gia đình thì ông xã mình cũng người Sóc Sơn. Thế và mỗi lần Tết đến ý là bọn trẻ con rất thích về với cả ông Hà Nội, thế cho nên là năm nào nhà mình cũng về với cả bên nội bà. Nhà mình đã về cùng với ông bà vào trưa nay, thế và nhà mình đã làm cơm tất niên này, rồi tiến hành các hoạt động như là lau chùi nhà cửa, rồi sắm sửa, rồi làm bánh trái các kiểu. Về quê thực sự là vui luôn ấy. Và mọi người thì hay nói là ôi sao mà Tết vất vả, ôi sao mà Tết phải nhiều việc phải làm thế, vân 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 vân. Nhưng mà thực ra với mình thì từ cách đây khoảng độ 2 năm, khi mà mình bắt đầu kinh doanh này khoảng độ 2 năm rưỡi, thì mình đã thay đổi cái mindset rất là nhiều. Nếu như trước đây thì mình có thể là phàn nàn ca cẩm là ôi Tết nhất về quê mệt quá, nhiều việc quá, rồi phải thế nọ thế kia vân vân không. Nhưng bây giờ mình lại quay lại, mình lại nghĩ khác, mình bảo là ô Tết là một cái dịp để gia đình, ông bà, các con rồi các cháu được tụ tập bên nhau này, rồi được làm bánh trái, những cái món bánh cổ truyền ở quê mình này, rồi mọi người được gặp gỡ nhau, được dự những bữa cơm thân mật, rồi chia sẻ, rồi là những ngày nghỉ ngơi vân vân. Thế thì khi mà mình switch cái mindset như vậy thì tự nhiên là mình thấy những cái ngày mà về với gia đình này thì rất là tuyệt vời, và không có cảm giác là ôi sao mà mỏi thế, ôi sao mà mệt thế, ôi sao mà chán thế nữa, mà lúc nào thấy vui và rất là tích cực và hào hứng ấy. Thì có thể là tham gia cái cộng đồng, một cái môi trường kinh doanh như này đã ngày nào cũng giúp cho mình luôn luôn là tích cực này, năng lượng này, và luôn nghĩ đến những cái điều tốt đẹp, luôn nghĩ đến điều tích cực, đúng không? Bởi vì mọi sự việc chúng ta luôn có hai mặt trái và phải, đúng không? Nếu như chúng ta nhìn nó với cả một cái mặt phải, một cái mặt tích cực, thì rõ ràng là sự việc sẽ đẹp hơn rất nhiều, đúng không nào? Tết năm nào mà chả phải dọn nhà, năm nào mà chả phải mua sắm, năm nào mà chả phải làm bánh làm trái và đối nội đối ngoại, bởi vì đấy là cổ truyền rồi. Nhưng nếu như các bạn nhìn đó là một cái điều thiêng liêng, một cái điều kỳ diệu để gia đình được bên nhau, các bạn sẽ thấy vui vẻ hơn rất nhiều, đúng không nào? Đó, và hãy switch cái mindset, đúng không? Rồi, thế thì hôm nay mình lại tiếp tục cái chuỗi Go Live 21 ngày liền nhé. Và rất cảm ơn nếu như bạn nào giờ phút này vẫn đang follow mình và vẫn đang lắng nghe mình thì hãy say hello để mình biết là mình đang được trò chuyện với các bạn nhé. Mình có làm 21 cái ngày Go Live liên tục này để nói về tư duy thành công của người làm chủ. Và đó là những cái kiến thức mà mình đã tích lũy được suốt trong gần 3 năm vừa qua khi mình run cái business online này, và mình chia sẻ lại với các bạn. Và tại sao lại là 21 ngày? Bởi vì 21 ngày sẽ là một cái khoảng thời gian để giúp chúng ta có thể hình thành một cái thói quen tốt đó, và hôm nay là ngày thứ 10 rồi. Không biết là đã bạn nào đã follow mình cả 10 ngày chưa nhỉ? Nếu có thì rất cảm ơn các bạn nhé. Và cái chủ đề ngày hôm nay mà mình lựa chọn ý, cho một tư duy thành công của một chủ doanh nghiệp, đó là phải có mục tiêu lớn và đi từng bước nhỏ. Tại sao phải có một mục tiêu lớn, các bạn hình dung được không? Con người khi chúng ta gặp phải những khó khăn, những áp lực thì nó giống như là cái lò xo ép xuống ấy, ép càng chặt càng mạnh thì lúc bật lên chúng ta càng bật cao, bật xa và bật thành công hơn nữa, đúng không? Vậy thì chúng mình phải đặt một cái mục tiêu thật là lớn vào trong cuộc sống cũng như trong công việc của chúng ta. Bởi vì có mục tiêu lớn thì chúng ta mới có thể bám vào đó để trụ vững, để vượt qua mọi khó khăn trở ngại, đúng không nào? Chứ nếu chúng mình chỉ đặt ra một cái mục tiêu bé xíu thôi thì nhiều khi chúng ta không còn động lực để phấn đấu trong cuộc sống nữa, có phải không? Đó. Thế thành ra là hãy nghĩ đến những mục tiêu lớn, mục tiêu xa hơn. Ví dụ trong cái business online của mình, cái mục tiêu ban đầu mình nghĩ đến thì chỉ là có thêm một nguồn thu nhập dự phòng, thế là mình happy rồi, bởi vì mình luôn luôn khao khát là có thêm nhiều nguồn thu nhập, đa dạng hóa nguồn thu nhập và không bao giờ phải phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất. Nếu phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất thì thực sự nó rất là rủi ro, đúng không ạ? Và cái giai đoạn Covid là cái đợt mà dạy cho chúng ta một cái bài học rất lớn về việc là phải đa dạng hóa nguồn thu nhập, đừng bao giờ bỏ trứng vào một giỏ, đúng không? Đó, đấy là lúc mình mới start business. Nhưng sau này khi làm một thời gian thì cái mục tiêu mình lớn hơn rất là nhiều. Lúc này mình không chỉ nghĩ cho bản thân mình nữa, mà mình lại muốn là sẽ giúp đỡ nhiều người hơn cùng thành công với business này. Và dường như là nó thành một cái sứ mệnh là mình phụng sự cho mọi người, và mình muốn giúp những người ở ngoài kia cũng đang bận rộn, cũng đang full time job, cũng đang gặp những cái khó khăn trong cuộc sống, cũng đang khao khát thay đổi cuộc sống, thì mình sẽ là mentor, mình sẽ là coach cho những bạn ấy, và để giúp các bạn ấy vượt qua khỏi comfort zone và thực hiện được những cái điều mà các bạn ấy khao khát, thực hiện những cái mơ ước trong cuộc sống đó. Thì khi mà mình có một cái mục tiêu lớn hơn, rõ ràng nó làm cho mình có động lực hàng ngày, rõ ràng nó làm cho mình cảm giác ôi mình có nhiều giá trị để cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội và cho cái team của mình hơn rất nhiều, đúng không nào? Các bạn thử hình dung mà xem, với một người đặt cái mục tiêu rất là lớn, một người đặt cái mục tiêu bé xíu này, thì rõ ràng là cái người có mục tiêu lớn, người ta sẽ sẵn sàng ra đi xa hơn, người ta sẵn sàng chấp nhận và vượt qua rất nhiều khó khăn thử thách để người ta có thể đạt được thành công, đúng không nào? Cho nên là với một người chủ doanh nghiệp, các bạn cần phải vạch ra cho doanh nghiệp của mình một cái mục tiêu thật là xa,
5 năm, 10 năm, thậm chí là 20 năm. Ví dụ như là trong cái công việc truyền thống mình vẫn đang làm quản lý ở một công ty xây dựng, thì mục tiêu của cái doanh nghiệp mình đưa ra rất lớn, đó là vì bọn mình làm về cái mảng phòng cháy cháy và tăng áp hút khói ấy, thì cái mục tiêu của doanh nghiệp đó là muốn giúp cho tất cả những cái trung tâm thương mại, các chung cư, các nhà cao tầng, nhà xưởng ở khu vực Hà Nội cũng như khu vực lân cận sẽ luôn được trang bị những cái kiến thức về phòng cháy cháy, sẽ luôn được trang bị cái hệ thống để phòng cháy cháy được cung cấp và hỗ trợ cũng như tư vấn để giúp mọi người có kiến thức và có khả năng phòng cháy và chữa cháy nếu xảy ra. Đó, thì mình đặt ra cái mục tiêu rất là lớn như vậy. Và 5 năm và 10 năm và 20 năm thì doanh nghiệp của mình sẽ như thế nào? Đó, thì nó là một cái kim chỉ nam. Nó giống như một cái sứ mệnh, một cái tầm nhìn để giúp cho doanh nghiệp đi xa hơn, đúng không? Nhưng các bạn hình dung là khi chúng ta đặt mục tiêu lớn rồi, liệu chúng ta có thể đạt được ngay mục tiêu lớn đó không? Rất là khó, đúng không ạ? Và thường là chúng ta sẽ không thể đạt được ngay, mà chúng ta phải chia nhỏ mục tiêu đó ra thành từng bước, có thể theo năm, có thể theo 5 năm 1, giống như kiểu kế hoạch 5 năm, đúng không ạ? Có thể kế hoạch 10 năm rồi chia nhỏ tiếp ra xuống 1 năm rồi 1 tháng, 1 tuần, vân 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 vân. Đó, thì khi các bạn chia nhỏ những bước như vậy và các bạn kiên trì, các bạn bám theo thực hiện từng bước nhỏ, và mỗi bước nhỏ thành công sẽ giúp các bạn gộp lại để thành một cái bước lớn thành công, đúng không nào? Đó, thế thì với tư duy thành công một chủ doanh nghiệp là các bạn đặt mục tiêu lớn nhưng hãy chia nhỏ các bước đó ra và thực hiện đạt từng mục tiêu một. Thế trong cái business online của mình cũng như vậy, rõ ràng cái mục tiêu rất lớn của bọn mình đó là có được nguồn thu nhập dự phòng, và nó phải là nguồn thu nhập thụ động, nó đủ lớn, nó không chỉ là trang trải những cái nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, rồi đóng học phí cho con, hay là phụng sự ông bà bố mẹ hai bên, hay là giúp đỡ anh chị em trong gia đình, hay đi du lịch vân vân, mà nó phải là một cái mục tiêu lớn hơn rất nhiều. Nó không chỉ cho bản thân nữa, đúng không ạ? Giống như ban nãy mình nói thì nó một mục tiêu lớn hơn nữa là giúp nhiều người ngoài kia hơn nữa thành công với mô hình kinh doanh này, để mọi người có thể thay đổi cuộc sống, đúng không ạ? Vân 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 vân. Đó, thế thì muốn đạt được cái mục tiêu như vậy thì ban đầu mình phải đạt được mục tiêu như thế này, và tiếp theo phải như thế này, và tiếp theo phải như thế này, đúng không? Đấy, tức là tụi mình sẽ chia nhỏ từng nấc thang ra để chúng mình sẽ đạt được cái mục tiêu lớn như thế trong cuộc đời của bọn mình, đúng không? Trong cái business của bọn mình. Và mentor của mình là bạn Lan Anh, thì bạn ấy 3 năm rưỡi bạn đã đạt cái mục tiêu rất lớn của bạn ấy là có nguồn thu nhập dự phòng tối thiểu là 10.000 đô cho một tháng. Đây là dự phòng nhé. Thế còn đương nhiên cái thu nhập thực tế nó nhiều hơn đó rất nhiều, nó lên tới 6 con số, và mình cực kỳ ngưỡng mộ bạn ấy. Và mình cũng rất là may mắn được bạn ấy làm mentor cho mình. Và những cái buổi mà mình chia sẻ ngày hôm nay là mình cũng học được rất nhiều từ Lan Anh, và mình sẽ chia sẻ trở lại cho các bạn. Đó, thế thì chúng mình cần phải chia nhỏ các mục tiêu đó ra để có thể đạt được mục tiêu lớn, đúng không ạ? Muốn đạt được mục tiêu lớn chúng mình phải đi từng bước nhỏ, đúng không? Đó, và hôm nay thì mình cũng rất là vui mừng chúc mừng cho bạn Nga. Nga là bạn học cùng thời Đại học Ngoại thương với mình và đã gắn bó với nhau 20 mấy năm nay rồi. Sau khi ra trường thì bạn có đi làm cho một ngân hàng rất là lớn ở Hà Nội và là một cán bộ cực kỳ mẫn cán. Và tụi mình đã hợp tác với nhau ở một vài cái dự án trước đây. Và sau này khi mà mình bắt tay vào kinh doanh này thì mình có chia sẻ với Nga về cái mô hình Biz Online của mình. Thì lúc đó có lẽ là nó chưa phải thời điểm cho nên là Nga chưa start ngay. Nhưng gần đây, cách đây khoảng hơn 3 tháng thì Nga đã reach out trở lại tới mình và nói là Hằng đang làm cái gì đó và tớ muốn thử sức trong lĩnh vực mới. Bởi vì bản thân Nga mặc dù là một cán bộ ngân hàng, mặc dù là có 3 con nhỏ, nhưng bạn vẫn muốn là phải có một cái business gì riêng cho bạn ấy. Đó, thế thì mình bắt đầu hướng dẫn Nga, và bây giờ mới sau hơn 3 tháng thì bạn đã được đánh dấu mốc đầu tiên thành công trong cái business online này. Và mình nhớ là hồi xưa để đạt được cái mốc này mình phải chạy gần 1 năm mình mới xong cơ. Cho nên bây giờ mình thực sự là ngưỡng mộ và rất là vui mừng khi mà được chúc mừng bạn của mình như vậy. Cô bạn tên là Nga của mình đó. Và Nga thì vẫn cứ nói là rất nhiều lần tớ ước gì là tớ đã start cùng với cậu cách đây hơn 2 năm để chắc chắn bây giờ tớ đã có những thành công lớn hơn rất nhiều. Nhưng không sao đâu, bởi vì cái gì nó cũng có tính thời điểm. Có thể lúc đó start chưa chắc là Nga đã thành công nhanh như vậy, nhưng mà ở thời điểm này khi mà Nga nhìn thấy con đường của mình đi đã có những cái bước tiến rồi, những cái mục tiêu lớn của mình mà mình đã lần lượt mình cán mốc, thì Nga rất là tin tưởng và cực kỳ là làm việc một cách quyết liệt. Luôn luôn bạn ấy không bao giờ phàn nàn kêu ca mà chỉ hỏi là Hằng ơi, hãy chỉ ở tớ cách để làm thế nào tớ chinh phục được cái này, làm nào tớ làm cái kia, và làm thế nào là tớ có thể thành công được. Thế cho nên là rất nhanh, và sau hơn 3 tháng thì bạn đã cán một cái mốc đầu tiên mà với mình đó là cái mốc khó nhằn nhất cho tất cả những người làm cái mô hình business online của bên mình. Đó. Thì các bạn hình dung là đấy, khi chúng ta có một cái mục tiêu lớn, các bạn hãy chia nhỏ các mục tiêu đó ra thành những bước nhỏ, và chúng ta kiên trì, chúng ta bám theo nó, và chúng ta thành công từ bước một. Những cái thành công nhỏ đấy nó sẽ gộp lại thành công lớn cho bạn, đúng không nào? Thì đấy là một cái phần cũng rất là quan trọng trong cái phần tư duy thành công của chủ doanh nghiệp. Không phải người ta bỗng nhiên tự nhiên thành công được ngay lập tức, ngay ngày hôm sau, hay ngay tuần sau, hay ngay tháng sau, đúng không? Mà nó là cả một quá trình tích lũy. Những bạn nào mà có thể manage được cái doanh nghiệp của mình, có thể thành công sớm được cái doanh nghiệp của mình, thì đó là những kiến thức các bạn đã được tích lũy từ khoảng thời gian trước đấy, đúng không? Chứ không phải là tự nhiên chúng ta lao vào một cái lĩnh vực mới, một cái doanh nghiệp mới mà chúng ta thành công ngay lập tức, không có đâu. Nó phải là sự nỗ lực rất nhiều, đó là sự tích lũy về mặt kiến thức, đó là sự kiên
kiên trì đó, sự vượt qua bao nhiêu mọi khó khăn và thử thách đúng không? Và rõ ràng là cái việc thiết lập mục tiêu lớn và chia nó ra thành những bước nhỏ và kiên trì bám trụ để thành công được từng bước đó và gộp những cái thành công nhỏ đấy thành một thành công lớn, thì đó cũng là một trong những phần tư duy rất là quan trọng của doanh nghiệp mà chúng mình cần phải biết được điều đó để chúng hoạch định, để chúng mình manage cái doanh nghiệp của chúng ta và giúp doanh nghiệp chúng ta thành công đúng không nào. Và với business online của mình thì nó rõ ràng là như vậy luôn, để lên tới cái mức thang này thì bạn phải lần lượt trèo qua mức thang khác, và không một mức thang nào là hoa hồng cả. Với kinh doanh chúng mình không phải là một con đường trải hồng, nó chắc chắn có những lúc up and down, nhưng cái mà các bạn sẽ thấy được nhất đó chính là cái thu nhập nó sẽ đến dần nhé, nó sẽ theo thời gian nó phát triển và tăng cường, phát triển dần, thịnh vượng dần. Nhưng cái mà bọn mình được có ngay đó chính là một cái network rộng lớn, những cái mối quan hệ chất lượng trên toàn cầu, đó là những cái kiến thức về mảng digital marketing, đó là rất nhiều các kiến thức khác về leadership, những kiến thức về marketing vân vân, đó bọn mình học được rất nhiều, và bọn mình lúc nào cũng có một cái năng lượng rất là tích cực và rất là yêu đời đó. Đấy là bọn mình được truyền những cái cảm hứng đó từ các thành viên trong cộng đồng, và bọn mình đã có được cái cảm xúc như vậy. Và một thành viên trong team mình đã từng phải thốt lên là: chị Hằng ơi, sao em yêu cái business này thế, đây là một cái business của cảm xúc chị ạ, và chưa bao giờ em có một cái môi trường tuyệt vời như thế này. Wow, mình cũng thực sự là rất là xúc động mỗi khi team mình có những cái thành công vang dội nào đó và các bạn chia sẻ cái niềm vui, chia sẻ cái khó khăn và sẵn sàng support nhau. Đó là một cộng đồng tuyệt vời. Ok, và mình nghĩ là mình sẽ dùng cái buổi chia sẻ thứ 10 ngày, thứ 10 ngày hôm nay về chủ đề là hãy đặt mục tiêu lớn và chia thành từng bước nhỏ. Ok, nếu như các bạn quan tâm tới mô hình kinh doanh online của bên mình thì chỉ cần liên lạc với mình hoặc để lại tên và địa chỉ email tại website của mình là www.hanggangnguyen.com, thì mình sẽ luôn ở đây để cung cấp cho các bạn các thông tin và hướng dẫn bạn để bạn tìm hiểu về mô hình kinh doanh này nhé. Một mô hình kinh doanh cực kỳ tuyệt vời đã giúp hàng nghìn người ngoài kia có thể thay đổi cuộc sống, và trong đó có cả mình. Và mình vô cùng biết ơn là suốt gần 3 năm vừa qua mình đã gắn bó với kinh doanh này, thì đến ngày hôm nay mình đã có những cái thành tựu nhất định. Ok, chúc các bạn sẽ có những cái ngày mà chuẩn bị để đón Tết Nguyên Đán thật là vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc. Hãy enjoy những ngày Tết như vậy, bởi vì đó là những khoảng thời gian chúng ta được gác lại những cái bộn bề trong công việc, trong business đúng không ạ, để bên nhau, bên gia đình, bên ông bà, bố mẹ, bên người thân, bên các con đúng không ạ. Hãy enjoy những khoảng thời gian quý giá đó, bởi vì thời gian một đi sẽ không bao giờ trở lại được đúng không? Rồi, chúc các bạn sẽ có một đêm ngon giấc, và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở buổi Go Live ngày mai. Ngày mai sẽ là ngày thứ 11 trong chuỗi Go Live về 21 ngày về tư duy thành công của người chủ doanh nghiệp. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye for now.